ngày 20 tháng 9, đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa yêu cầu các sở, ngành và thị xã Tịnh Biên phải có báo cáo, đề xuất hướng xử lý cụ thể trước ngày 25 tháng 9. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, trên núi Cấm có tổng số 12 homestay hoạt động mà chưa làm thủ tục xin phép. Trước khi tiến hành khảo sát, có 2 homestay đã tự dừng hoạt động, còn lại 10 homestay phải xử lý. Quan điểm của ngành du lịch là homestay nào đủ điều kiện, đảm bảo an toàn cho du khách thì sẽ cho phép làm thủ tục để kích cầu du lịch địa phương, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Homestay nào không đảm bảo yêu cầu thì kiên quyết xử phạt và buộc chấm dứt hoạt động.